Những giống cây ăn trái độc đáo dùng làm quà tặng Tết. Đầu tiên là chùm ruột ngọt siêu trái. Đây là giống mới xuất hiện gần đây. Khác với chùm ruột thông thường thì chùm ruột ngọt siêu trái có khả năng đậu trái rất là cao luôn, ngay cả khi trồng chậu nha. Mọi người xem nè, cây cho trái từ thân cho đến ngọn luôn nha. Không có chua như giống chùm ruột thông thường, chùm ruột ngọt siêu trái có vị ngọt thanh, rất là dễ ăn luôn mà ăn được nhiều nữa. Cây giống được sản xuất trực tiếp tại Hoàng Long Farm nên đảm bảo chuẩn giống. Và về giống này thì vườn mình nhận được rất nhiều phản hồi từ anh chị khách hàng trồng gần xa đó nha. Còn đây là quất thái trái dài, dòng quất này cho trái quanh năm với tỷ lệ đậu trái rất là cao luôn. Cây lùng cao chỉ cỡ 50 cm là đã cho trái rất nhiều trong chậu rồi nè. Khi chín thì vỏ trái chuyển vàng, mà màu vàng thì tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Cho nên dùng làm quà tặng Tết cho người thân thì cực kỳ ý nghĩa luôn nha. Mọi người lo sợ quất mùa Tết thì thường dùng thuốc kích trái đúng không? Nhưng cây tại vườn mình là cho trái hoàn toàn tự nhiên, mọi người ăn thoải mái luôn. Mà hơn nữa là sau Tết thì mọi người trồng không lo bị suy cây đâu nha. Còn mình thì rất thích ăn trái này luôn, vỏ ngọt mà ruột chua chua, rất là đã miệng luôn. Cuối cùng là dòng cam Chinotto. Đây là dòng cam nổi tiếng là siêu lùng cho trái trong chậu. Mà hơn nữa là trái của nó cũng rất là ngon nha. Giống này có khả năng cho trái quanh năm với đặc tính là cành dẻo mà dáng thì lùng, nên nhiều anh chị khách hàng bên mình rất là khéo tay luôn. Mua về tạo dáng bonsai cũng rất đẹp mắt. Lựa chọn một món quà tặng người thân luôn phải thật ý nghĩa và trọn vẹn. Hoàng Long Garden luôn đồng hành trong suốt quá trình trồng và đảm bảo chuẩn giống, cho nên mọi người yên tâm nha. Mà nếu mọi người chưa tìm được món quà ưng ý á, thì hãy nhắn ngay cho Hoàng Long Garden nhé.